Xin chào cô chú anh chị và các bạn trên kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Chào cả nhà. Hiện tại thì Như với Lê Thảo Nguyên đang đi ra vườn cắt dãy mớ rau cần cua. Nãy Thảo Nguyên chạy xuống nói cha của Thảo Nguyên hôm qua đi cắm câu được mấy con cá lóc, rủ chị Như lên chảnh nấu cháo ăn. Hai chị em chạy riết ra vườn nè cắt thêm mớ rau. Ở ngoài vườn mình thì có rau cần cua, rau má. Thì những cái loại rau này mình nấu cháo ăn rất là ngon luôn á. Với lại rau đắng nữa, rau đắng ăn thì nó rất là mát. Rau cần cua này thì mình không có trồng, nó mọc lên như là một cái loại cây dại vậy đó, nó mọc xen với lại mấy cái cây khác nè. Ở đây là cũng có rau chay, rau chay này mình cũng làm thuốc uống trị bệnh nhất đó nè. Rau cần cua này cũng thường mọc trong mấy cái chậu hoa kiển á cô chú anh chị. Cái này mình có thể xào với thịt bò cũng rất là ngon. Mình làm gỏi. Hai chị em mình mới phát hiện ra đám rau má ở đây, nó cũng ở trong vườn luôn. Có cần cua này chị. Nó không được tươi tốt như ở chợ bán nha. Dạ. Mà nó cũng ngon, cũng chất lượng. Tại vì là rau má nó cũng mọc dại lên giống như là rau cần cua vậy đó. Cũng không có phần thuốc gì hết trơn. Không cần chăm sóc. Con hái bao nhiêu hả Như? Con không thì thấy nhiều. Ủa nhiều được không? Nhiều không? Nhiều cũng được mà bữa hổm múc hái nhiều lắm ạ. À. Thấy nhiều lắm mà ít đi rồi, chưa hết vườn. Dạ. Đi nửa vườn hai chị em đảo ra tưởng gì đủ rồi. Sợ ma hả? Kể đi, như được nhiều rồi, nó gì chứ nó non là mình làm cho nó nhiều. Chào cả nhà. Cô ba mới lên đó. Chào cả nhà nha. À, cá bự quá, Thảo Nguyên chạy xuống nó khoe quá trời luôn, nói cha đi cắm câu được mấy con cá lóc. À, đậu ba con hay bốn con cũng bự à. Rộng kìa. Cộng qua này quá. Vũ hút về chú. Vũ hút chưa về, vũ hút đâu. Thầy không chú ý cưng vậy. Ổng thì bẻ hai cái bắp chuối về, ổng mua đúng rồi. Bẻ đâu mà thấy cưng dữ vậy nè. Bẻ không vườn. Trời ơi. Cái cầu được không bị lớn. Thấy em quá ha. Bốn con luôn. Ngon quá nha, có một cái nhà. Nè mà nấu cháo còn gì bằng. Còn ngay luôn. Mấy cá bự sao thèm cháo quá à. Thảo Nguyên chạy xuống rủ đứa dưới rủ hai chồng đi luôn nè. Tối tối á mình ăn cháo ngon. Rồi Út nói cháo cá lóc gì có thấm cơm nó mới ngon. Rồi tôi đi mất đi mua. Nãy Út nói con mua luôn. Nó xuống cấp rồi. Cái con chủ tạm nút cũng còn. Mua cũng có mới giá. Giờ mình tiếp tục lên nhà Út Liễu nha. Này xài tiếp món cá. Cá mua ăn hủ tiếu cũng còn được mới giá. Chị còn xài được. Hai chị em bẻ được nhiều nè, la nhiều quá nhiều rồi. Ai ơi này Út la, vì là chưa nhiều lắm. Tại vì con còn lặt cho con bỏ dạ. Mấy cái dụng dụng mới con. Nãy con hái được mớ rau má nè. Vậy mấy cô cháu lại đi mình cá nha. Ở vườn mình đó cả nhà, mình ăn cháo hay ăn gì đó, mình có rau vườn mình bẻ á, về ăn liền á ngon á. Tươi. Ở quê mình là được cái đó đó Như. Dạ. Cái này mình đi ra chợ mua cũng nhiều tiền hết quá. Nhiều chứ mà nhiều khi con đi mua cũng không có nữa con à. Cái chỗ người ta không có trồng cái này, ủa không có mọc cái này nên người ta cũng có bẻ bán rồi. Cái này con thường thấy trong mấy chậu kiển hết của ba nó cũng mọc nữa, mọc cây hay cây à. Chứ nó không nhiều như ở vườn. Tại vì cái chậu nó không có được bự. Dạ. Này vườn. Chỗ nào mà có là nó rụng bông đó nữa, có hoài á con. Nó lên hoài tới tháng mưa nó lên à. Hương cũng thích ăn này lắm cả nhà, nó giòn giòn, nó thơm thơm á. Ăn ngon lắm. Không, hồi trước con ít ăn lắm cô ba. Mà mấy đợt xuống đây nè, mình nhúng với lại cá chiên tương đó. Ăn xong thấy ngon quá. Con làm bắp gỏi ăn cũng ngon. Dạ. Tối này người ta cũng còn bán nấm rơm hả Vũ? Ở dưới đây người ta có bán nữa. Nãy Vũ không cho hay con mua với luôn cho, nó không Vũ đi. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Hai người này đâu xin chào. Thế là ở dưới đây thì cũng có người chị lấy rau cải rồi bán dọc đường vậy đó. Cũng làm sạp bán tại nhà luôn. Bán tại nhà, lúa nào cũng có. Chứ phải bán ở chợ là chưa chịu nhiều là có dẹp hết trơn. Hôm nay được nắng đẹp phải lên nhà của chèo đãi cái gì cá gì cá. Cháo cá lóc. Cháo cá lóc hả? Hôm trước thì con mời vú Hưng Cù Lao là cháo gà rồi. Cái này đổi nha. Đổi câu gì? Hôm đi cắm được mấy con vậy? Dạ.
cái lắp bự lắm, ngon quá rồi. Sao Thảo Nguyên chạy với rủ toàn gì ba dùm ba chạy lên đây nó cháy. Cái lóc cái này cắt câu con bự bự không vậy? Bự. Làm như mưa rồi hổng gài rồi nước làm như nước gâm á. Làm như nó vô mương vườn. Thường thường mà tháng 9, tháng 8, tháng 9 rồi cá lóc nó vô mương vườn. Mà cái này. Em thấy cá lóc là đồng thì nó cũng ngọt rồi, em nó kệ đi mua thêm mấy tấm gươm nữa, nấu có nước gươm nó ngon. Ra sau khi gặp xong mình tới rửa nè. Ừ. Bỏ bớt cái lóc rồi chứ ra mình nó cũng ngon ngon lắm, nó tươi. Dạ. Mình thấy ham luôn á. Nhiều lắm mà hai đứa con tưởng đâu là nhiều đủ ăn rồi đâu cắt nữa. Đâu đi sâu vô trong kia đâu. Dạ. Để Út cũng có giá nè. Dạ. Thôi Út cũng có bẻ hai cái bắp chuối nè. Để đi ra lấy cái dưa lẫy mình ra mình bào cho nó ngon. Cái bắp chuối này đúng là như ăn gỏi vậy. Bắp chuối nó nhỏ hả? Cái ta lưỡi cái dao nó ngậm hết cái bắp chuối nè. Nó sạch. Còn nó cũng trắng ha. Đây mình có chuẩn bị miếng chanh nhỏ. Mình cắt mỏng rồi mình nấu vô cháo, nó sờ vừa sờ cái mình ăn. Dao vô bén cái bào diễn thì thấy ngon quá. Nó có cái chỉ nè, mình bào qua mình gỡ cái chỉ ra. Bào giống như là cà ri ốt ngon, bữa đó ngon, bữa đó như bắp rau bén nó ngon quá trời luôn. Có cái dao hai lưỡi như này như mình tiện đó. Dạ. Cái mình sắc bằng dao, cái dao thường của mình cái nhiều khi nó không có được mỏng. Dạ, mỏng bằng đâu. Trắng rồi, trắng bệnh. Giá, cái cô bán chia sẻ khi nào mình ăn mình nó rửa. Chứ mình nuôi về để tủ lạnh đó, mình đừng có rửa. Rửa trước mình để vô nó sẽ bị lụt hết trơn. Út mua chứ Út ăn nhiêu, rửa nhiêu à. Dạ. Để lại. Thường nhận chỗ chỉ Út là mình muốn cho nó trắng á. Giờ để đá vô. Dạ, dạ để đá vô. Để vô cho một người một giá luôn nè. Dương như nó năm muối ớt rồi. Dạ không hiểu. Có cái cối đầm tiều cổ xưa thì nó giống là cái lòng nó giống ở trên cái quán hồi đó đó mình đi tới trên rồi đó. Dài chút không? Dài đó. Dài vậy đó. Tiêu mình đâm nhiêu mình ăn nhiêu á nó mới thơm nha. Tiêu là hơi nắng đó, nó giòn. Thì cứ để bên góc luôn. Để góc riêng. Để riêng như cái hồi lá không sắc diễn mà mình để vô cháo. Cũng rửa kỹ quá à. Tiêu hơi nắng rồi. Hơi nắng mình mới để được đâu? Mình bị mất. À, không, để mà nó hơi nắng cái mình đâm nó sẹp. Để hai. Chú Út cũng đi mầm vậy. Tối cũng đi mầm vậy. Bắp chuối nè. Hai bắp nhỏ xíu này được nhiều lắm. Bắp chuối mình cắt những gì nó ngon ra đó. Này là nhúng là ăn rồi chứ đừng có để vô lâu. Để vô lâu rồi nó xèo hết ngon. Để này mà sạch diễn. Nhúng vô cái lấy lên ăn liền rồi nó mềm mà nó ngon, nó giòn. Đẹp ha. Ở ngoài xanh cái trong trong trắng. Chị trong nó đỏ luôn. Chị ăn bún nước lèo cũng rồi cho lèo. Cái hoa ớt lên đó. Không hiểu. Ừ? Chị ăn bún nước lèo chị cũng thích là trụng cho thiệt nóng rồi chị mới để ra rồi. Giá này giá mình cho lên đi. Giá giòn. Giá nhúng ha. Này thiếu gâu đắng tại ở đây mình có mua gâu đắng, gâu đắng là chỉ sáng sớm mình đi chợ á, đi Đại Hải mình mua á thì có chứ mà. Chiều là nó không có. Ở đây như bắt lên một chảo cháo nè. Chính là như sẽ để vô bắt gia vị. Còn đây cá thì dùng Út mà sạch. Út liễu mần sạch rồi, nó sẽ đi luôn. Đây để nguyên con vô luôn cho nó hấp dẫn. Ồ, có hai trứng. Trứng cá lóc là ngon nhất luôn á. Con chị ngút bữa nay nhõng nhẽo rồi để nguyên con nữa, chị nói để nguyên con hấp dẫn hơn ạ. Ừ, hấp dẫn nhưng mà khó nhớt đó con. Dạ.
nó bị dính cháo nè, chắc cũng phải để đại lên rồi mình gỡ đi. Để luôn đi, đem ra cho chị luôn. Mua người trước nha. Dạ Hương vớ cá rồi Hương để cho nó quên luôn cả nhà. Miếng hành gấp vô luôn. Mình nấu cháo mà có nấm gươm ha, có hành ha, thơm cháo gà hay cháo cá gì cũng được. Chiều Dương Cường đi mua đó, thấy cháo cá lóc thì nó cũng ngọt mà thôi, chạy mua thêm tí nấm gươm, nó tăng thêm cái độ ngọt, tăng thêm độ mỹ phẩm. Có không mập không mập, không mỹ phẩm. Cháo này nghe chắc ngọt ngào lắm cô ba. Về cá lóc đồng mà vừa có nấm nữa. Để cô ba để ngò với hành lá vậy. Cái này vô nhiều nhiều nó mới ngon á nha. Dạ, thơm ha. Mình không thể thiếu luôn á, cháo là phải có hành lá, tỏi phi, rồi tiêu nha. Cô ba đâm cái cối cổ của Út Liễu đó, ngâm tiêu thơm. Rồi, con bình đẳng đi. Bé nó nghe mùi á, chạy trước rồi kìa. Khóc nữa là gốt, cho nó không cho đàn nó khóc. Chuyện với cá mà bạn. Trời ơi, cái nắp dặn chứ. Cầm đũa đi cho ông. Trứng hết đi, trứng. Có tiêu nè. Mà nghe nói trứng cá lóc là ngon nhất luôn đi. Trứng cá lóc với trứng cá sặc đó con. Cá sặc dẻ ngon. Béo. Trứng cá lóc với cá sặc là ngon nhất luôn ha. Cái gì bằng. Cá bới là dưới cơm đó. Cơm này. Mà dưa hút bới là dưa hút. Dạ. Cơm. Để người muốn chén thì mình lấy rau vô mình nướng. Mới tắm cái chả đầu. Mới hơi vừa gốc rồi kìa. Nói chứ quên chả đầu luôn. Mà dẫn đẹp trai ha. Không là mắc dễ đẹp trai. Đừng tới đâu cứ vợ. Để con phải để xương vô đây nha. Có xương để vô đây. Múc đây rồi em chăm thêm vô. Anh còn ngò rí với hành lá sắc để riêng kìa, có ăn còn gì có tiêu nó còn ăn thêm để vô nè. Dốt cái tiêu thêm không? Dạ, tao nói này nó bốc cho thằng trai kìa. Hôm trước rồi làm ngang dưới cho cha ăn đó, hai chú cháo lại. Hôm trước lên nhà em rồi tập nào vừa đặng về làm cắm chuối cho cha ăn. Ủa vậy ngút rồi nó chấm nước mắm không? Dạ có em nhìn bạn. Rồi nhưng mà cô chú anh chị cùng dùng cháo nha. Nay gia đình quá đông vui luôn rồi. Mời cả nhà ăn cháo cá với gia đình Hương với nắng đẹp miền Tây. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Lần ai hỏi tại sao ăn cháo. Tối cái gia đình mình quay quần nhà ăn vui. Không có ăn muỗng thì Út qua lấy muỗng ra cho con. Không, đây con nói là ăn là hấp luôn. Rồi, đậm đà của cá lóc, ra đồng còn thêm nấm gươm nữa. Giờ mình ăn miếng cá. Hôm bữa nay cái nồi cháo này mà bốn con cá là nó hơi bị nhiều á. Nhiều thiệt. Chứ gặp nhà cô ba là cô ba nấu chừng hai con à. Cô ba ăn hai con. Để dặn nước mắm hai chèo mình ăn luôn. Sau mấy ngủ mấy đứa cháu với anh chị lên chơi. Quá nóng. Thì có gì. Để vào đây đi. Nấu hết luôn. Nhiều nốt kiếm cá giỏi mà. Cắm câu mình đi cắm câu thì bữa thì cũng đi bằng đêm mà mình xuyên đi thì cũng về cũng đủ ăn. Chút khó đi chút cái mình có cá tươi ăn ha. Cá mập quá trời ha. Cá nguyên miếng. Này chai Út nhìn xương nha. Cảm ơn anh. Nó cảm ơn anh mập luôn rồi. Cả nhà ăn cá nấu cháo với mình nha. Mà cả nhà luôn. Quá ngon. Dạ, với lại cái gạo này mình nấu thôi con, cái nó nở ra, nó kiểu nó nhừ á. Nó có nhừ á. Dạ, Út ăn gạo dẻo quá con, gạo dẻo mà nấu cháo quá con. Dạ. Ngậm cái lớp gạo đi, chèo thành dẻ hết chứ. Nhúng rau vô, để giá rồi vô. Đừng có để hoa ớt vô nè, đừng cay mấy đứa này được. Cái miệng con vẫn còn đau luôn chứ gặp rau nhúng thèm quá. Rồi ăn cua nữa. Bữa thấy như ăn cái món cà ri thấy như con. Ngon ốp mà ăn mà nó đau. Ăn mà trong nước mắt luôn. Ăn mà rớt nước mắt. Giá vô con cháo à. Ủa ra con cua đó thôi. Nóng nha, đừng ăn dội nha. Không có rau đắng, không có rau má thì mình ăn rau cần cua với bắp chuối cũng ngon ha. Cần cua nó giòn ngon. Nó giòn. Bắp chuối mình giống người gì lấy ra nè. Bắp chuối giống lấy ra rồi mình sạch mỏng. Cái gì này, cần cua này con đang chèo đang múc mắm ngon quá. Không có tỏi. Chắc Dương Út cũng học được cái cách của anh Mập. Nhiều quá.
trong một ngày á con thích nhất là bữa ăn buổi tối á, cái gia đình mình cái sum họp để ăn gì vui ha. Ăn kiểu này cũng như là phần ngày đi làm rồi phần bằng giấc chiều gom lại rồi ăn bữa cơm ấy bữa cháo tối vui. Cái ai có gì vui vui cái mình chia sẻ. Nhưng mà đi kiếm được những cá ngon mà nếu mà trong mình không được tụ họp ăn gì cũng không được vui không. Tại vì ở dưới quê mình á thì mỗi người ai cũng có một cái công việc, cả nhà sáng là đi ra đồng rồi thì ai cũng có công việc để làm. À, về tối chỉ được có cái bữa cơm tối để quay quần bên nhau rồi anh em gặp mặt để nói chuyện. Ví dụ như quen rồi mà bữa nào mà thiếu người cũng cảm thấy buồn chứ không? Cũng cảm thấy nhớ nha. Bây giờ anh em đợi về bữa tối. Ăn cá rồi vậy. Cá quá trời giá chưa? Tôi nhớ Dương Út. Dương Út cực. Cực là lội đi kiếm ăn á. Đó gì ngon rồi nhớ tới mấy anh mấy chị à, tiêu béo á. Có ngon là hú à. Chiều trai không chạy không rồi xuống phe, nó cá quá cá rồi. Để ngồi đi ngon cơm. Cái ăn này rất tiêu luôn. Ngon quá trời luôn. Kéo đi. Mấy đứa kia được không? Đây. Có chuối đó con nhúng rồi con ăn được đấy không nè. Mẹ rất mỏng. Không có cả nhà. Bữa nay nấu nồi cháo này cá ngọt ha. Nãy giờ chưa nghe thấy Nguyên ý kiến nè. Sao thấy Nguyên? Mấy điểm. Ổn không? Có điều chỉnh gì không? Bữa ca ghi thì mẹ nấu. Còn bữa nay thì dì ba nấu đó. Cảm thấy sao? Sao? Ngon. Ngon. Ngắn gọn. Nít mà. Tại vì Thái Nguyên á, cả nhà cái khẩu vị của mẹ hay là của dì ba thì cũng như nhau à. Niêm nếm gia vị rồi ăn rồi đều được như nhau. Thành ra Thái Nguyên ăn thì Thái Nguyên cảm thấy cũng giống nhau, cũng ngon như nhau. Để Hương kể cho cả nhà nghe, hồi lúc mà Thái Nguyên nó còn nhỏ nó nói chuyện mất cười lắm. Nó nịnh Hương á, Hương lên nhà chơi cái nó mừng á, nó nịnh Hương nó nói là dì ba nấu cũng lèo ngon, con ăn hết tô luôn, mẹ con nấu á cho con mèo chê mà con chó nó cũng chê. Vậy cho bún nước lèo ớt cay rồi mèo sao ăn. Nó vừa nóng mà nó vừa cay nữa. Lúc đó mình chưa có làm YouTube ở cả nhà, mình chưa có gắn bó với chị Hương mỗi ngày như bây giờ á. Thành ra mình cũng chưa có học hỏi được cái kinh nghiệm từ chị Hương. Từ lúc theo chị Hương làm YouTube tới giờ, chị Hương nấu nêm nếm cái gia vị sao, cái khẩu vị sao là mình đều thuộc lòng hết à. Mình ăn quen cái miệng mình rồi, mình cảm thấy thiếu cái gì là mình biết luôn á ha. Nói chung cô chú anh chị mà thích cái vị ăn mà đậm đà có thể học theo cô Hương. Cô Hương nêm đồ ăn rất là đậm đà luôn. Có các miền Tây của mình á. Có nhiều cô chú nói là mình ăn dưỡng nhiều quá cũng không tốt. Yeah. Nhưng mà nếu mà nó thiếu thì nó cũng không ngon. Gia đình mình ăn kiểu như quen rồi. Quen rồi. Còn muốn ngon nữa thì học anh Mập. Học anh Mập đâm nước mắm. Học anh Mập đâm chả cá bị lủng nít nồi. Bữa hôm đâm lủng nít nồi thiệt cho bọn. Mà nó dài thiệt mà dài quá. Mà nó dài dữ rồi. Tại vì mấy bữa sau tôi tèo nó không cho đâm, nó dùng nó đâm. Để ra đây. Nóng hả? Nóng hả? Nước vô tới bao tử luôn rồi. Con nuôi anh. Con nuôi à? Thích cái chết. Nóng con nuôi á. Mà thích đi cắm câu á thì đi đi ốm nha. Nãy con buồn ngủ chạy xe con thấy buồn ngủ. Dạ. Công nhận cá lóc còn có nhiều mềm mềm, cái mình chấm nước mắm tỏi ớt mặn mặn cay cay á, thấm gì đâu ha. Thơm thơm. Cái miếng cá nó dẻ hả cô? Cái ruộng không con? Cái ruộng nó thịt nó dẻ, nó ngọt, nó ít tanh nữa. Dạ. Nó không có tanh mùi cá nhiều. Đẹp, tấm lòng chưa? Dẻ cá hơn đi Thúc. Bên đây cá, chẳng đây cá nó nhiều lắm nè. Đó. Có trứng nè. Có trứng cá đầu tiên cho hai. Đúng là cá đồng ha. Chị Út cũng liễu nhưng chị Út của chị Hương. Nếu ăn trứng. Chứ gì con làm hết trứng. Phúc nãy ăn trứng rồi đúng không? Phải Nguyên ăn trứng. Ở đây là vậy đó, cái gì ngon cái nhường cho em. Ưu tiên cho hai anh chàng đẹp trai. Tí nào nhỏ nhường cho nó. Con Nguyên bới cho mẹ miếng cơm nữa. Thích ăn cơm mà. 8 tiệm cũng vậy lại là thích ăn cơm mà không thích ăn cũng ít ăn bún. Ăn cũng ăn nhưng mà ít. Tối này ăn cháo cũng ngon quá hả? Ghê mà.
em á mà có khi bị cảm gì rồi anh cũng có thân cháu lắm, em ăn cơm mà kể tới đâu tới chút lẻo hơn miếng cơm nữa, hơn miếng cơm đó là ăn miếng cơm cái nó chặt bụng á. Hai chị em là hơi giống nhau. Cháu cháu này là chặt cơm. Dạ, cháo chan cơm cũng ngon lắm liệu. Con không biết là cơm mà chan cháo giống như là mình đang ăn cơm với cơm. Con có người thích ăn vậy đó con. Con ăn miếng cơm luôn, dắt bụng. Dắt bụng. Đang không dặn cơm. Cô Hương chăm nước mắm.